thấy tảo sắn này bảo quá bảo rồi mấy bà ơi. Lúc đầu cũng vì tò mò nên mua về ăn thử. Ai mà có về không có phải ngày ăn chay, cũng lấy ra nấu ăn nữa. Biết nhà tôi á, ai ăn cũng khoái hết đó mấy bà ơi. Có người còn ví ngon hơn cả thịt đó, mà tôi là không có tin đâu. Đến bây giờ tôi mới thấy đúng nha mấy bà. Theo như tôi tìm hiểu thì cái tảo sắn chile này rất là giàu dinh dưỡng và khoáng chất luôn, nhất là đạm và canxi. Nên đó, những cái người thường xuyên ăn chay chuồng, người lớn tuổi mà sợ thiếu chất á thì rất là nên ăn cái tảo này luôn nè. Đặc biệt á là những cái người bị dị ứng, bị son hoặc là UT á thì ăn cái tảo này rất là tốt nè. Một cái túi như vậy á 200g tôi mua có 119 cành hạt, mà nó nhiều lắm mấy bà ơi. Người ta sấy khô rang luôn. Mỗi lần ăn á mấy bà chỉ cần hốt ra một nắm nhỏ với nước tầm 5 đến 10 phút là nó nở ra một thao bự luôn. Theo như hướng dẫn á thì sau khi ngâm nước thì mình sẽ trụng qua nước sôi, cho vào một tí giấm thì cái tảo của mình sẽ lên màu xanh và nó sẽ giòn sẽ ngon hơn, mà cũng khử được mùi tanh vốn có của tảo biển nữa. Sau đó thì mấy bà có thể chế biến ra được rất là nhiều món, như là tảo sắn làm món chân gà ngâm sả hoặc là kho xào, hay là nấu mấy cái món canh, món sốt, trộn gỏi, trộn salad nhiều lắm. Ở thì đã kho sả ớt nấu mì rồi, còn hôm nay tôi sẽ kho thử với đậu hũ và lá chanh kèm thêm nấu canh chua nha. Như tôi cảm nhận thì cái tảo này ăn nó giòn sực sực luôn mấy bà ơi, lại thêm có độ đàn hồi và một ít trơn trơn ở phía bên ngoài tảo nên cái cảm giác cắn vào nó sực sực rất là thích miệng luôn. Thì có cái mùi thơm nhẹ nhẹ và khi mình xử lý đúng như hướng dẫn á thì nó sẽ không có bị tanh đâu nha. Lại thêm cái kết cấu của nó là xoắn xoắn nên cảm giác mình ăn nó rất là thú vị luôn. Bà nào mà hay ăn chay nè, hoặc có người thân ăn chay á, hoặc là ngán thịt ngán cá thì mình cứ thử cái tảo này đi. Lâu lâu đổi vị nó rất lạ miệng, mà ăn nó lại ngon dinh dưỡng nữa. Giá nó cũng hợp lý, ăn không có hao gì trơn á.